Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để tăng lượt đăng ký nhanh cho các bạn mới lập kênh YouTube. Thì trước tiên thì các bạn vào CH Play. Các bạn bấm cho mình chữ USUP. Các bạn nhìn nhìn mình nhé. Rồi các bạn bấm tìm này. Rồi đây chính là cái ứng dụng USUP. Thì cái ứng dụng này mình đã tải về. Đây. Đây là cái giao diện của phần mềm USUP. Các bạn nhìn thấy là bên là đăng ký này, bên là kênh khác, thì các bạn có thể chuyển kênh. Các bạn có thể tìm cái kênh mà mình muốn đăng ký thì mình bấm vào đây. Còn nếu mà chọn được rồi thì các bạn bấm vào chữ đăng ký bên cạnh này. Các bạn muốn đăng ký thì ít nhất là các bạn phải xem là 70 giây trước khi bấm nút đăng ký và bấm chuông. Thì các bạn xem 70 giây nhé, chờ chờ nó về số 0 đã nhé. Rồi bấm đăng ký. Các bạn chờ chút. Ok, nếu mà nó hiển thị như thế này, là trở về như thế này, là các bạn có thể là bấm đăng ký, nút đăng ký này. Sau các bạn bật chuông này. Xong các bạn bấm trở về. Thì sẽ nhận được là 90 điểm. Các bạn phải chờ chờ nhé. Tại vì YouTube không cho phép đăng ký kênh nhanh. Các bạn chờ này. Đó. Các bạn chờ thấy chưa? Bây giờ nó hiển thị chữ đăng ký thì các bạn cứ bấm vào đăng ký là làm như mình vừa lúc nãy thôi. Đấy là cái phần đăng ký. Các bạn nhìn ở đây nhé. Ở đây mình đã đăng ký được, tức là mình đổi được 1.700 điểm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo chiến dịch. Thì các bạn bấm vào bên chiến dịch. Thì đây, cái này là mình đã tạo hai chiến dịch rồi. Thì bây giờ các bạn tạo chiến dịch thì các bạn thêm là bấm vào dấu cộng nhé. Thì cái này thì mình sẽ thêm cái video của bạn. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra. Mình sẽ vào. Mình sẽ tìm video. Ví dụ mình lấy cái video này đi. Ví dụ mình sẽ lấy video này đi. Thì mình sẽ bấm vào chia sẻ này. Đây là giao diện của Kine Mình Master. sẽ bấm vào sao Bây giờ chép mình liên sẽ kết. bấm vào cái dấu cộng ở đây. Rồi, và mình sẽ thoát ra. Tiếp đến là các bạn bấm lại phần mềm đó này. Các bạn dán cái đường link lúc nãy vào. Rồi, bấm dán OK. Các bạn áp này. Đó, bây giờ số lượng người đăng ký thì 10 người đăng ký cũng tương đương với 10 người xem, 10 lượt xem. Tức là 10 lượt đăng ký thì nó sẽ là tổng chi phí là 1.000 điểm. Đồng ý cho mình. Rồi như thế này là đã tạo chiến dịch thành công nhé. Đây, đang đang tạo. Còn còn đây nữa. Còn đây là kiếm kiếm con. Thì các bạn bấm vào, các bạn có thể xem quảng cáo này. Bấm vào đây và xem quảng cáo. Và các bạn có thể mua thì các bạn bấm vào đây.
hoặc các bạn giới thiệu cho bạn bè thì sẽ được nhận được 300 con. Thì đó là cái phần mềm, cái ứng dụng mình thấy là cũng khá là hay, cũng khá là hữu ích đối với những người làm YouTube mới.